Thưa quý khán giả, thực hiện quyết định số 330 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở ngành đơn vị và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi, qua đó ghi nhận trên 1.000 ý kiến đóng góp sát thực và tâm huyết. Trên cơ sở kế hoạch và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp các ngành đã khẩn trương xây dựng chương trình và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức hội nghị, hội thảo và lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản, qua đó ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, sát hợp với tình hình thực tế. Đề nghị là quy định cụ thể đối với thời gian là 7 ngày để mà niêm yết cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư là thời gian là 7 ngày. Thì nếu mà quá thời hạn 7 ngày nêu trên mà người dân không có ý kiến thì coi như là người dân đã đồng ý với cái phương án bồi thường. Hiện nay chúng ta quy định là tái định cư phải được thực hiện trước khi thu hồi đất, nhưng mà chúng ta không quy định rõ về mặt thời gian. Thì tôi đề nghị là chúng ta phải quy định rõ hơn về mặt thời gian. Ví dụ như là cái việc giao nền tái định cư phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Đồng thời sau 30 ngày tiếp theo thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho dân để đảm bảo cái người dân tái lập cuộc sống một cách sớm nhất. Ngoài những hội nghị do thành phố, các quận huyện và hệ thống Mặt trận Tổ quốc tổ chức, mới đây hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Cần Thơ với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các tỉnh thành khu vực phía Nam. Tại đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đã phát biểu đóng góp một số nội dung cho các điều khoản được quy định tại dự thảo luật. Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cơ chế chuyển dịch đất đai, chương 7, điều 89 đến điều 110. Theo quy định của pháp luật về đất đai, việc hỗ trợ trong thu hồi đất nông nghiệp chỉ áp dụng cho tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp là những người không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị xã hội khác, kể cả người về hưu. Việc quy định người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp làm cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia các công việc giúp cải thiện đời sống gia đình thông qua việc sản xuất nông nghiệp gây ra nhiều bất cập, trong khi đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức xuất thân là nông dân, như vậy họ không được xem là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nên khi bị thu hồi đất thì chỉ được nhận tiền bồi thường, không được nhận tiền hỗ trợ. Theo thống kê của ngành chức năng Cần Thơ, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức 167 hội nghị lấy ý kiến trực tiếp và bằng văn bản, qua đó ghi nhận 1.139 lượt ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân. Việc lấy ý kiến được tổ chức phù hợp với từng đối tượng, xác định rõ nội dung trọng tâm, vì vậy theo đánh giá đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra.